Theo thống kê của Bộ Công Thương thì xuất khẩu rau quả hiện đang là thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên lượng xuất khẩu vào thị trường rau quả lớn nhất thế giới là EU thì chỉ mới đạt 0,9% tổng giá trị của thị trường này. Xuất khẩu rau quả đang là thế mạnh của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rau quả quý 1 năm 2018 đạt tới 35,6%, tương đương giá trị 950 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó thì EU là thị trường rau quả lớn nhất thế giới với tổng giá trị hàng hóa giao dịch năm 2017 lên đến 130 tỷ đô la Mỹ, nhưng xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường này chỉ mới chiếm có 0,9%. Một công thương đánh giá thì EU là thị trường tiềm năng mà Việt Nam chưa khai thác tốt và cần đẩy mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên để có thể xuất khẩu mặt hàng rau quả vào thị trường này thì sản phẩm rau quả của Việt Nam phải đạt chuẩn HACCP hay Global Gap vì hiện nay Global Gap đã trở thành tiêu chuẩn tối thiểu trong các siêu thị ở EU.